Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Thành phố sẽ kiểm soát tất cả các thủy thủ không lên bờ khi tàu cập cảng Hải Phòng. Các thủy thủ khi hết hạn đi tàu, trước khi lên bờ phải tổ chức cách ly 14 ngày theo quy định. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cảng biển. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, nhưng đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 có quy mô toàn cầu. Trong hơn 2 tháng qua, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng chống dịch bệnh ở quy mô chưa từng có tiền lệ. Thủ tướng nêu rõ, thắng lợi bước đầu này thể hiện ý chí thống nhất của cả nước ta trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch trên tinh thần chống dịch như chống giặc, trên tinh thần một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết sức mình, thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch, cố gắng duy trì đời sống kinh tế xã hội bình thường, an toàn. Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là sự tự giác, ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định, những khuyến cáo của các cơ quan y tế và của các cấp chính quyền với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch. Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí cần tăng cường phát hiện, chia sẻ, nhân rộng những gương tốt, việc tốt nhiều hơn nữa, lan tỏa những giá trị sống tích cực, nêu cao tinh thần tương thân tương ái vốn sẵn có trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam. Theo ban tổ chức, đến thời điểm phát động, có hơn 30 đơn vị nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 230 tỷ đồng. Ngay tại buổi lễ, Thủ tướng và các đại biểu đã trực tiếp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tổ chức vận động quyên góp dự kiến là 45 ngày kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra lời kêu gọi từ ngày hôm nay 17 tháng 3 đến 30 tháng 4 tới. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo của Thường trực Thành ủy. Thực hiện lời kêu gọi của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về đóng góp nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố, ngày 16 tháng 3 năm 2020, các doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền là 16 tỷ đồng và hỗ trợ lương thực thực phẩm, cụ thể như sau. 1. Tập đoàn Vingroup 3 tỷ đồng. 2. Tập đoàn Hoàng Huy 2 tỷ đồng. 3. Tập đoàn Flamingo 2 tỷ đồng. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vership 2 tỷ đồng. 5. Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương 2 tỷ đồng. 6. Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc 2 tỷ đồng. 7. Tập đoàn FLC 1 tỷ đồng. 8. Công ty cổ phần vật tư thiết bị Vietship trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng. 9. Tập đoàn Him Lam 500 triệu đồng. 10. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vsem Hải Phòng 300 triệu đồng. 11. Công ty cổ phần thương mại Minh Khai 15 tấn gạo và 300 thùng mì ăn liền tương đương 200 triệu đồng, đồng thời cam kết dự trữ 5.000 tấn gạo và giảm 30% giá bán so với thị trường.
12. Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Phát và Công ty cổ phần thực phẩm xanh Vinh Phát cam kết mỗi công ty cung cấp 15 tấn thịt lợn một ngày với giá giảm từ 15 đến 20% so với giá thị trường, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa đến tận vùng dịch phục vụ nhân dân. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, các doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền là 2,86 tỷ đồng. Cụ thể, 1. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ, 2 tỷ đồng. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, 300 triệu đồng. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Hải Phòng, 300 triệu đồng. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Hải Phòng, 100 triệu đồng. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng, 30 triệu đồng. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hải Phòng, 30 triệu đồng. 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng, 100 triệu đồng. Các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố có nguyện vọng ủng hộ đóng góp cho quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 xin liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, địa chỉ số 51 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, qua đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, số điện thoại 0915176202 hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, số tài khoản 37610100030019104, kho bạc nhà nước Hải Phòng. Các cảng biển và lực lượng biên phòng không cho thủy thủ người Việt Nam và người nước ngoài lên bờ, trừ các trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố. Đối với các thủy thủ hết hạn đi tàu được lên bờ thì phải cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cảng biển trên địa bàn thành phố diễn ra vào chiều nay. Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, từ mùng 1 tháng 1 đến 16 tháng 3, có 847 lượt tàu nhập cảnh, giảm 26 lượt so với cùng kỳ năm 2019, với tổng số hơn 14.000 thuyền viên. Bên cạnh đó, có 796 lượt tàu xuất cảnh, tăng 15 lượt tàu so với cùng kỳ năm 2019, với tổng số hơn 13.500 thuyền viên. Kể từ thời điểm xuất hiện dịch COVID-19, Cảng vụ Hàng hải đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn cảng biển Hải Phòng, như tuyên truyền cho hoa tiêu, đại lý, chủ tàu, doanh nghiệp cảng biển về các biện pháp phòng chống dịch, kiểm dịch y tế tại khu vực neo kiểm tra dịch Hòn Giáo đối với các tàu đã từng ghé qua vùng có dịch, thực hiện tờ khai y tế cho tất cả thuyền viên, hành khách, tàu thuyền nhập cảnh, thực hiện việc cách ly tại tàu đối với tất cả thuyền viên trên tàu đến từ các vùng có dịch. Thuyền viên chỉ được lên bờ khi được lực lượng biên phòng cửa khẩu cấp phép, bố trí trực 24/7 để tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh. Sau khi nghe đại diện các cảng biển, doanh nghiệp vận tải biển và các cơ quan liên quan báo cáo nhiệm vụ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các cảng biển và lực lượng biên phòng không cho thủy thủ người Việt Nam và người nước ngoài lên bờ, trừ các trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố. Đối với các thủy thủ hết hạn đi tàu được lên bờ thì phải cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Cảng nào để thủy thủ lên bờ, biên phòng và chủ các cảng phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, các cảng biển trên địa bàn thành phố cần áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, chú ý bảo đảm an toàn cho bản thân, tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên, người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch, về khai báo y tế, cách ly, không đến các nơi đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng. Đối với các tàu làm hàng rời, lưu trú lâu, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm dịch, trang bị thêm trang thiết bị y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ có nguy cơ lây nhiễm cao để mọi người yên tâm phòng chống dịch bệnh. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan, nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân vừa ban hành một số văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đó là tạm dừng hoạt động các nhà hàng, khách sạn, cơ sở vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đến hết tháng 3. Từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, thành phố tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả người Việt Nam và người nước ngoài di chuyển từ các nước trên thế giới về Hải Phòng. Rà soát hành khách trên hai chuyến bay QH1544 và VJ274 đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng vào ngày 16 tháng 3 năm 2020. Tăng cường kiểm tra y tế tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tại cuộc họp,
đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn cho biết, thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các sở, ngành thành phố về công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gần như hoạt động cầm chừng, có doanh nghiệp giảm đến hơn 50% doanh thu. Sau khi nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp và các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, song yêu cầu nghiêm túc thực hiện các văn bản của thành phố đã ban hành, đặc biệt quan tâm phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, dừng ngay hoạt động kinh doanh xông hơi, massage. Với những đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp, thành phố sẽ cân nhắc, xem xét, giải quyết. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương đơn vị với yêu cầu không được chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu vui chơi giải trí, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn. Qua kiểm tra tại sân golf Đồ Sơn và sân golf Vũ Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, dừng đón khách và thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc tại doanh nghiệp. Đồng chí mong các đơn vị chia sẻ với thành phố tiếp tục chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Kiểm tra hai cơ sở tín ngưỡng là di tích Tháp Tường Long và Đền Bà Đế, quận Đồ Sơn, cho thấy cả hai địa điểm đều có bảng thông báo tạm dừng đón khách tham quan và về cơ bản thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, tại Đền Bà Đế, thời điểm kiểm tra chiều nay vẫn còn hiện tượng tổ chức hoạt động mặc dù số lượng ít. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu quận Đồ Sơn và phường Ngọc Hải cùng các cơ quan chức năng của quận kiểm tra, rà soát, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương khác trên địa bàn thành phố chủ động bám sát địa bàn, kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Sáng nay, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 3 của Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị đại hội tại Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng. Thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Đảng ủy công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch theo hai cấp, xây dựng kịch bản phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc triển khai công tác phòng chống dịch. Công tác tuyên truyền được chú trọng, công ty thường xuyên phun thuốc phòng dịch, đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên, người lao động, trang bị dụng cụ y tế, nước sát khuẩn, khẩu trang cấp phát cho các đơn vị, phòng ban, xưởng sản xuất. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Cao Xuân Liên ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng chống dịch của công ty đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù thành phố đang làm tốt công tác phòng chống dịch nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Công ty cần tăng cường kiểm tra sức khỏe, kiểm soát đối với người lao động trên các tàu, thuyền cung ứng nguyên liệu. Yêu cầu cán bộ, đảng viên cần nêu gương việc đeo khẩu trang, hạn chế tổ chức các hoạt động hiếu hỉ, xây dựng kịch bản chi tiết huy động nhân lực, phương tiện, hậu cần tại chỗ và chuẩn bị sẵn sàng tham gia cùng thành phố phòng chống dịch. Đối với công tác chuẩn bị đại hội, Đảng bộ công ty đã thực hiện theo đúng lộ trình, hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc. Đồng chí Cao Xuân Liên yêu cầu Đảng ủy công ty tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức các hoạt động, xây dựng công trình chào mừng đại hội. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Kiến An, dự hội nghị quán triệt các chỉ thị chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh tại tổ dân phố Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn. Qua rà soát, hiện trên địa bàn có 17 người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, chưa có nhu cầu về nước. Cán bộ tổ dân phố đã thống kê và nắm thông tin đầy đủ về những trường hợp này. Ngay khi có người về địa bàn sẽ có biện pháp cách ly đúng theo hướng dẫn. Đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch của tổ dân phố Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An thời gian qua đã có những giải pháp mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra công tác cách ly tại gia đình đối với một trường hợp là du học sinh từ Nhật Bản về địa phương đã thực hiện cách ly từ ngày 6 tháng 3 và 3 trường hợp là người Trung Quốc tự cách ly tại công ty gia công Đế Cường Phát từ ngày 5 tháng 3. Đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy Phạm Văn Hà ghi nhận công tác kiểm soát giám sát chặt chẽ của các cấp ủy chính quyền từ cơ sở đến quận trong công tác chỉ đạo thực hiện cách ly, bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng chí lưu ý cấp ủy chính quyền tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn,
tiếp tục triển khai công tác thống kê ngay số liệu những người nước ngoài lao động lưu trú trên địa bàn, người ở nước ngoài về thăm thân, cập nhật thường xuyên số người đi cách ly hết thời gian cách ly tập trung tại thành phố, ở cơ sở, gia đình, tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp người đến từ vùng dịch về địa phương, báo cáo với chính quyền, có biện pháp cách ly kịp thời, hạn chế tập trung đông người, thành lập ngay các tổ công tác phản ứng nhanh với các tình huống diễn biến của dịch. Chiều cùng ngày làm việc với Đảng bộ Viễn thông Hải Phòng về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà ghi nhận công tác phòng chống dịch của đơn vị, đồng thời mong muốn thời gian tới, Viễn thông Hải Phòng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng vào giải pháp phòng chống dịch như khai báo y tế, hệ thống thông tin nhắn tin về những chỉ đạo của chính phủ, thành phố, các địa phương đến đông đảo người dân thành phố. Bên cạnh đó, cán bộ công nhân viên của công ty cần chủ động linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch khi tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng, bảo đảm sức khỏe và hiệu quả công việc, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19. Sáng nay, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghe Quận ủy Dương Kinh báo cáo về nhiệm vụ giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận những cố gắng nỗ lực của quận trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo quận cần quán triệt để nhân dân hiểu rõ việc phòng chống dịch không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà là trách nhiệm của toàn dân. Tuyên truyền tốt các chủ trương chính sách của thành phố trong phòng chống dịch, vận động để người dân không hoang mang lo lắng nhưng không được chủ quan. Trong thời điểm dịch bệnh, cần quan tâm hỗ trợ giúp các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh ổn định phát triển, phát hiện nhanh kịp thời, phát huy vai trò giám sát của người dân trong phòng chống dịch bệnh để có biện pháp cách ly khoanh vùng hợp lý, có các phương án phương tiện để chủ động bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng tổ chức trong phòng chống dịch, bổ sung phương án dạy học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn. Trước đó, tới kiểm tra và nghe báo cáo về những kinh nghiệm trong việc khoanh vùng cách ly y tế tại tổ dân phố Dân Lập, phường Tân Thành từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3 vừa qua, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của quận Dương Kinh trong công tác khoanh vùng cách ly đối với tổ dân phố trên và đạt hiệu quả cao. Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Quang Trung, huyện An Lão. Xã Quang Trung có 3.097 hộ với 9.961 nhân khẩu, là địa bàn có các nút giao thông giao cắt với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, quốc lộ 10, đường tỉnh 362. Tập trung nhiều công ty doanh nghiệp có lao động chuyên gia người nước ngoài, nên công tác theo dõi, quản lý và nguy cơ lây lan dịch bệnh gặp không ít khó khăn. Đến nay, toàn xã có 48 người nước ngoài và 24 người Việt Nam từ nước ngoài về đều đã được cách ly theo dõi, trừ những trường hợp đến trước khi có dịch. Việc phòng chống dịch của địa phương đang trong tầm kiểm soát tốt, không lơ là, mất cảnh giác, người dân phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Mợi ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch của địa phương, đồng thời yêu cầu xã Quang Trung và huyện An Lão tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng dịch COVID-19, nắm bắt chính xác thông tin và rà soát kỹ đối với những người đến và trở về từ vùng có dịch, chuẩn bị chu đáo cho các phương án khi dịch có diễn biến phức tạp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân phối hợp tốt với chính quyền với phương châm dân hiểu, dân làm, dân phòng chống. Chiều nay kết luận hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tới đại diện 45 đơn vị địa phương trong Công an thành phố, Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, việc phòng ngừa là rất quan trọng, góp phần ổn định trật tự xã hội, duy trì sự phát triển kinh tế. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên thành phố đến thời điểm này may mắn chưa có người mắc COVID-19. Vì vậy, các lực lượng công an thành phố cần tăng cường công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về dịch bệnh. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an thành phố về công tác phòng chống dịch nếu để xảy ra sai sót. Giao nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho từng người, từng đơn vị, địa phương trong phòng chống dịch. Các đơn vị phải nắm rõ địa bàn, số người đến từ vùng dịch, từ nước ngoài về, những người trốn vùng dịch hay nghi ngờ mắc COVID-19. Tăng cường công tác dự báo, xây dựng các kịch bản phòng chống dịch để luôn chủ động, không bị bất ngờ. Thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng
chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Những ngày qua, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp là V-Ship Tràng Duệ, An Dương và nhà máy sản xuất ô tô VinFast ở huyện Cát Hải. Công ty Regina Miracle tại khu công nghiệp V-Ship huyện Thủy Nguyên hiện có trên 34.000 lao động, trong đó có 839 người lao động Trung Quốc, còn lại là lao động người Việt Nam. Trong số lao động Trung Quốc hiện có 479 người đã sang và làm việc tại Hải Phòng, đã hoàn thành việc cách ly theo quy định. 360 người còn lại vẫn ở Trung Quốc, chưa sang làm việc. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện công ty Regina Miracle chỉ bảo đảm được các đơn hàng đến hết tháng 2 năm 2020 do nguồn nguyên liệu dự trữ đang cạn dần. Cùng với đó, có khoảng 50 chuyên gia và cán bộ người Trung Quốc làm việc tại các bộ phận quan trọng chưa được quay trở lại Việt Nam cũng gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, công ty thực hiện nghiêm các quy định của Ban Quản lý Khu Kinh tế về phòng chống dịch. Hiện tại thì Regina đã triển khai các công tác phun khử trùng đối với lại toàn bộ các khu vực của nhà máy, khu vực bên ngoài, khu vực hành lang, khu vực căng tin và khu vực văn phòng, xưởng sản xuất. Theo một cái quy định là đối với lại những khu vực mà đông người qua lại thì sẽ 2 tiếng khử trùng một lần, còn đối với lại xe và các cái khu vực khác thì sẽ khử trùng một ngày hoặc 2 ngày một lần. Qua cuộc kiểm tra của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Mợi cho thấy, công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp V-Ship, Tràng Duệ, An Dương và nhà máy sản xuất ô tô VinFast cho thấy các doanh nghiệp trong các cụm khu công nghiệp, khu kinh tế do Ban Quản lý Khu Kinh tế quản lý đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đã đẩy mạnh tuyên truyền cho công nhân phải đeo khẩu trang và vệ sinh sát trùng khi làm việc. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã ngừng giao dịch đón tiếp các đối tác nước ngoài, nhất là khách đến từ vùng có dịch, tạm ngừng cung cấp các đơn hàng xuất khẩu sang một số nước châu Âu đang trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh. Với phương châm cảnh giác cao độ, song không gây hoang mang trong người lao động, các doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế, tích cực chủ động chung tay cùng thành phố phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trước đây thì chỉ có chủ yếu là cái khu vùng dịch từ Hàn Quốc, từ Trung Quốc, từ Nhật Bản. Nhưng hiện nay chúng ta phải kê khai toàn bộ tất cả các lao động nước ngoài đến Việt Nam. Cái thứ nữa là theo chỉ đạo của thành phố, tôi yêu cầu phải báo cáo toàn bộ cái số mà lao động nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 để có biện pháp cách ly. Thế và trong chỉ đạo nữa thì chúng tôi phân công cho từng người sẽ rà soát hàng ngày cho tất cả các doanh nghiệp về cái nhu cầu mà người nước ngoài có thể đến làm việc trong thời gian tới để có biện pháp cách ly theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Thế và đặc biệt nữa là chúng tôi sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cụ thể. Thế và yêu cầu tất cả các báo cáo phải gửi cho thành phố trước 17 giờ hàng ngày, kể cả các cái biểu mẫu liên quan đến người nước ngoài nhập cư từ mùng 1 tháng 3 đến 14 tháng 3 và nhu cầu lao động của họ trong thời gian tới để nắm bắt trước được tình hình để có biện pháp chỉ đạo cách ly. Qua làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế ghi nhận sự nỗ lực phối hợp của các công ty thời gian qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh hiện dịch đã lây lan sang nhiều quốc gia vùng lãnh thổ và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Do vậy, đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp không được chủ quan. Bên cạnh những biện pháp phòng chống dịch mà các doanh nghiệp đã triển khai, thì thời điểm hiện tại cần chú trọng hơn việc kiểm soát nguy cơ các nguồn lây nhiễm xâm nhập vào lực lượng công nhân lao động. Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu, thực hiện tốt việc khai báo khi phát hiện nguy cơ có nguồn lây nhiễm tại nơi cư trú. Công nhân có dấu hiệu ho, sốt, doanh nghiệp phải khẩn trương báo cáo Ban Quản lý, cơ quan y tế tại địa phương để kịp thời khoanh vùng, cách ly, giám sát y tế, từ đó nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, bảo đảm sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp có nhu cầu đưa chuyên gia nước ngoài sang làm việc cần lập danh sách chi tiết số lượng, quốc tịch, tình trạng sức khỏe để Ban Quản lý báo cáo cấp có thẩm quyền và thành phố. Chiều nay, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy chuyển y Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Khải trên cương vị Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà mong muốn với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm trong nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Khải sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Thông báo về việc rà soát hành khách trên hai chuyến bay QH1544 và VJ274 từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng vào ngày 16 tháng 3 năm 2020. Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Sở Y tế Hải Phòng xác nhận có 4 hành khách là công dân Việt Nam từ Iran, Indonesia, các nước đang có dịch COVID-19 bùng phát, đi trên hai chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng có biểu hiện sốt trên 37,4 độ C. Cụ thể như sau: chuyến bay QH1544 của hãng hàng không Bamboo Airways từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng vào lúc 21 giờ 06 phút ngày 16 tháng 3 năm 2020. Chuyến bay VJ274 của hãng hàng không Vietjet Air từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng vào lúc 21 giờ 36 phút ngày 16 tháng 3 năm 2020. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố yêu cầu: 1. Các hành khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài đi trên các chuyến bay QH1544, VJ274 và tất cả những người đã tiếp xúc với hành khách từng đi các chuyến bay trên đang có mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khẩn trương liên hệ với các cơ quan y tế địa phương gần nhất để giám sát dịch bệnh. 2. Các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, khẩn trương chỉ đạo rà soát và giám sát tất cả đối với các trường hợp nêu trên, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo để các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Thông báo về việc tổ chức cách ly y tế đối với người Việt Nam và người nước ngoài từ tất cả các quốc gia vào Hải Phòng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đã phát hiện nhiều trường hợp lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình di chuyển, xét đề nghị của Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, thành phố Hải Phòng tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các nước trên thế giới về thành phố Hải Phòng, không chỉ đối với quốc gia đã có dịch bệnh COVID-19, trừ các trường hợp đã được tổ chức cách ly theo quy định tại Việt Nam. 2. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức đón các trường hợp trên trước khi về Hải Phòng hoặc đón từ cảng hàng không quốc tế Cát Bi và đưa ngay vào các khu cách ly tập trung của thành phố. 3. Yêu cầu Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát, đề xuất bố trí thêm khu cách ly tập trung, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo để các sở ngành địa phương, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện. Thông báo về việc tăng cường kiểm tra giám sát y tế tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 nhưng vẫn di chuyển và nhiều trường hợp bị lây nhiễm bệnh trên các chuyến bay. Xét đề nghị của Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Yêu cầu các hãng hàng không tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi cập nhật đầy đủ thông tin của hành khách trên các chuyến bay, họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi đến sau chuyến bay, điện thoại liên hệ, sơ đồ chỗ ngồi, chủ động gửi cho ngành y tế, công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan đóng tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi để thực hiện việc theo dõi phòng chống dịch bệnh theo quy định. Yêu cầu hành khách kê khai y tế và thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch. 2. Yêu cầu cảng hàng không quốc tế Cát Bi, sau khi các chuyến bay hạ cánh, không cho hành khách ra khỏi sân bay ngay và phải bố trí vị trí để hành khách đợi kiểm tra y tế đến người cuối cùng, chỉ cho hành khách ra khỏi sân bay khi có ý kiến của cơ quan y tế tại sân bay. Thông báo ngay cho các hãng hàng không thực hiện ngay các nội dung nêu tại mục 1. 3. Yêu cầu ngành y tế và công an thành phố thực hiện nghiêm việc giám sát y tế tại chỗ và tổ chức đưa người về khu cách ly tập trung của thành phố theo quy định. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo để cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các hãng hàng không đến và đi tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Sở Y tế và Công an thành phố nghiêm túc thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến hai chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng là VJ274 và QH1544,
Qua quá trình kiểm dịch tại sân bay đã phát hiện 4 tùy thủ đi qua một số nước có diễn biến dịch phức tạp. Một số hành khách trên 2 chuyến bay có biểu hiện sốt, đau, khó thở. Ngay trong đêm qua, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các địa phương đơn vị tập trung tìm các hành khách trên 2 chuyến bay này. Ngành y tế phối hợp cùng các đơn vị đưa vào cách ly cả phi hành đoàn, đồng thời thông tin tới trung tâm khẩn huy để tiếp tục tìm kiếm các hành khách trên chuyến bay. Thông tin chúng tôi vừa nhận được, kết quả xét nghiệm ban đầu của 4 tùy thủ đã đi qua các nước có diễn biến dịch phức tạp cho kết quả xét nghiệm âm tính. Hôm nay, các huyện An Dương, Thủy Nguyên và Bạch Long Vĩ cũng tích cực triển khai công tác phòng dịch COVID-19 tới tận cơ sở thông qua việc đa dạng hóa tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch và sẵn sàng lên kịch bản ứng phó với những tình huống dịch có diễn biến phức tạp. Sáng nay làm việc với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện về việc phối hợp với các lực lượng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của các phòng ban của huyện với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đơn vị quân đội phát huy đoàn kết quân dân, chung tay cùng huyện làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp trong công tác phòng dịch, hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch về lực lượng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, phương tiện, số giường, số suất ăn nếu phải thực hiện cách ly tập trung. Huyện Thủy Nguyên chủ động xây dựng phương án phản ứng nhanh để đối phó các tình huống có thể xảy ra, duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo giữa các lực lượng vũ trang với lãnh đạo huyện công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, huyện An Dương tổ chức đoàn công tác làm việc với các địa phương về công tác triển khai chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy và công văn số 587 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hồng Phong và xã An Đồng. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi về cách phòng chống dịch COVID-19, vận động nhân dân không tích trữ lương thực thực phẩm, hạn chế đến những nơi có dịch bệnh, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp độ khi dịch bệnh xảy ra. Về dự phòng lương thực thực phẩm, các địa phương chuẩn bị các phương án dự trữ trong nhân dân để sẵn sàng cho mọi tình huống, lập các chốt kiểm soát dịch tại tất cả các điểm giáp danh với địa bàn lân cận, tự giác khai báo sức khỏe. Đoàn công tác của huyện cũng tiến hành kiểm tra hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn hai xã Hồng Phong, An Đồng. Các điểm này đã dừng hoạt động ngay từ khi có công văn 587 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn khu vực kinh doanh. Thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc để mạnh tuyên truyền về diễn biến và mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 tới người dân trên địa bàn huyện. Với đặc thù là huyện đảo có âu cảng lớn, là nơi tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra thường xuyên ra vào, nên công tác kiểm soát ngư dân và phương tiện được huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện. Các chốt kiểm soát phòng dịch với sự tham gia của các lực lượng chức năng của huyện đã được thành lập để kiểm soát chặt chẽ. Công tác vệ sinh khử trùng tại khu vực Âu Cảng và các khu dân cư cũng được thực hiện nghiêm túc nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đảo. Trong phần tiếp theo của chương trình, không nằm ngoài sức tác động của dịch COVID-19, giá xăng dầu thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng khi liên tục giảm mạnh. Từ 16 tháng 3, mọi người dân được khuyến cáo phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người. Do đó, việc đeo khẩu trang đúng cách càng trở nên cần thiết. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, vừa có công văn số 587 về việc tạm dừng các hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, gồm quán bar, karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố. Ngay sau khi quyết định trên được ban hành, phóng viên thời sự đã có khảo sát nhanh tại một số khu vực. Trên các tuyến phố Lê Hồng Phong, Văn Cao, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, kể từ sau khi có công văn chỉ đạo, các điểm kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke đều đã đóng cửa. Các rạp chiếu phim cũng đã vắng vẻ hơn, chỉ còn một số nhân viên vệ sinh và kiểm kê hàng hóa. Những thông báo như thế này được dán sẵn tại những điểm dễ quan sát. Khách hàng mua vé từ trước đều được hoàn lại tiền. Thậm chí rạp Galaxy Nguyễn Kim đã dừng chiếu ngay sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được thông báo của địa phương. Kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phố Tam Bạc sầm uất đã trở nên bớt đông đúc hơn. Người dân ý thức hơn về việc không tập trung ở nơi đông người, nên nhiều hàng quán đã chủ động đóng cửa từ trước đó. Chỉ còn một vài quán cà phê vẫn hoạt động nhưng lượng khách cũng giảm sút. Tôi
đang có mặt tại con phố Tam Bạc. Con phố này mọi ngày vẫn ồn ào và náo nhiệt bao nhiêu thì kể từ sau khi có công văn số 587 lại trở nên tĩnh lặng bấy nhiêu. Trong thời điểm dịch có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay thì có thể việc tạm dừng hoạt động sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của các chủ doanh nghiệp, chủ các hộ kinh doanh. Thế nhưng đây là một việc làm cần thiết trong thời điểm hiện nay để có thể bảo vệ sức khỏe của cá nhân cũng như bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Theo chỉ đạo của thành phố, các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3. Trong thời gian này, Sở Y tế sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện việc phun khử trùng toàn bộ các cơ sở nói trên. Không nằm ngoài sức tác động của dịch COVID-19, giá xăng dầu thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng khi liên tục giảm mạnh. Nhu cầu sử dụng xăng dầu cũng sụt giảm đáng kể khi mà hoạt động di chuyển đi lại bị hạn chế, đặc biệt là việc cắt giảm chuyến bay của ngành hàng không đã tác động không nhỏ đến những thay đổi từ hai phía cung và cầu. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu. Theo đó, từ 15 giờ chiều ngày 15 tháng 3, xăng E5 giảm 2.290.000 đồng một lít, bán lẻ còn 16.056.000 đồng một lít. Xăng A95 giảm đến 2.315.000 đồng một lít, đến người tiêu dùng chỉ còn 16.812.000 đồng một lít. Đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thêm 10%. Như vậy, so với đầu năm, đến nay mỗi lít xăng A95 đã giảm đến 4.100 đồng, xăng E5 giảm hơn 3.700 đồng. Từ khi giá xăng dầu mà giảm lần này là giảm mạnh, tụt đến hơn 2.000 một lít thì nói chung là ảnh hưởng vì dịch bệnh thì là đâu cũng thế. Các nhà xe du lịch hay là nhà xe chạy khách ấy, thì là người ta cũng nghỉ hết, đâm ra lượng khách hàng của em cũng không có. Nên là nó cũng giảm, chỉ có dân đi lại thì bọn em vẫn cứ bán bình thường thôi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, ngành hàng không cắt giảm nhiều chuyến bay khiến nhu cầu sử dụng xăng dầu giảm mạnh. Nhu cầu năng lượng cũng giảm mạnh với lý do người dân hạn chế di chuyển đi lại. Giá xăng giảm thì nó cảm thấy người dân nó bình ổn hơn thôi. Như mình làm giờ hành chính thì cái giờ đi lại của mình thì nó chỉ buổi sáng và buổi chiều thôi. Đến cơ quan không phải về cũng không đi lại nhiều. Cái giá xăng giảm thì có thể người ta đi nhiều, nhưng mà bây giờ là dân người ta sợ cái dịch cola nên người ta gần như là không ra ngoài đường. Trước kia là ví dụ 100% khách thì bây giờ cái lượng giảm chỉ còn giảm đi 80-90%, chỉ còn lại 10-20% khách thôi. Trong bối cảnh hiện nay, khi sản xuất của các doanh nghiệp hết sức khó khăn vì dịch COVID-19, việc giá xăng dầu giảm mạnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt chi phí đầu vào. Song cũng đặt ra bài toán trong việc bình ổn giá, ổn định thị trường và bảo đảm nguồn thu ngân sách. Trở lại câu chuyện về những chiếc khẩu trang thời đại dịch COVID-19. Ngay sau khi thông tin xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam được công bố vào ngày 23 tháng 1, thì hình ảnh khắp nơi người dân ra đường với những chiếc khẩu trang đã không còn xa lạ. Tuy nhiên thì nhiều người trang bị cho mình những chiếc khẩu trang trước cả việc trang bị những kiến thức để sử dụng sao cho đúng. Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau. Những chiếc khẩu trang bị vứt bỏ sau khi sử dụng, hầu hết là các loại khẩu trang y tế dùng một lần. Nhiều người tự ý thức được việc đeo khẩu trang có thể ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm của dịch COVID-19. Việc sử dụng khẩu trang đúng cách giúp giảm thiểu khả năng mình lây nhiễm virus corona. Mình cũng chưa có những cái tìm hiểu về cái việc sử dụng khẩu trang đúng cách. Mình sử dụng theo cái thói quen. Nhưng việc đó liệu có còn tác dụng? Khi chính chúng là vật tiếp xúc có thể bị nhiễm khuẩn bởi nước bọt và giọt bắn khi sử dụng, rồi lại bị phát tán ra môi trường như thế này. Những cái khẩu trang y tế dùng một lần hoặc những khẩu trang vải sau khi tiếp xúc với người bệnh mà chúng ta vứt bừa bãi, không xử lý theo cái hướng quy định của rác thải y tế thì thứ nhất có khả năng làm nguồn truyền nhiễm bệnh cho cộng đồng và cho những người khác. Thứ hai nữa, chúng ta cũng đang vô hình chung là gây ra ảnh hưởng cái việc là rác thải ra cộng đồng và là cái nguồn lây nhiễm cho cộng đồng. Và chính vì vậy chúng ta thậm chí có thể bị các cái xử phạt về hành chính. Khẩu trang tại Việt Nam vốn rất rẻ và thực sự dễ mua, cho đến khi nó trở thành liệu pháp tâm lý đối với số đông và thậm chí là bị lạm dụng trong phòng chống dịch COVID-19. Gọi là liệu pháp tâm lý, bởi hiện nay rất nhiều người sử dụng sai cách nên có ít tác dụng trong phòng chống virus gây bệnh trên thực tế.
Những người dân ở cộng đồng, khi chúng ta đeo khẩu trang thì chúng ta nên lựa chọn các khẩu trang vải dùng nhiều lần và có thể là giặt để sử dụng lại. Và chúng ta không nên mua khẩu trang y tế và dùng nhiều như vậy, bởi vì là cái khẩu trang đó chỉ sử dụng một lần khi tiếp xúc với người bệnh và sau đó chúng ta vứt đi, thì cái hậu quả về rác thải y tế là vô cùng khủng khiếp. Hiện chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh do virus gây bệnh COVID-19. Do đó, biện pháp đẩy lùi dịch bệnh lúc này vẫn là các giải pháp phòng ngừa mức độ lây lan của dịch ra cộng đồng. Từ ngày 16 tháng 3, mọi người dân được khuyến cáo phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người. Do đó, việc đeo khẩu trang đúng cách càng trở nên cần thiết. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 là chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều nay. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, địa phương đã đạt được kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2017, xã Ngũ Phúc được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, thôn Xuân Chiếng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, dân chủ được phát huy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngũ Phúc lần thứ 26 xác định mục tiêu, phương hướng 17 chỉ tiêu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ là tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông có khả năng kết nối với tuyến đường vành đai sông Văn Úc, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế. Xây dựng xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp. Đại hội cũng thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội cấp trên, bầu ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ 25. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn và một số dự án trên địa bàn thành phố của tập đoàn Glesimco. Thời gian qua, quận Đồ Sơn đã khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi diện tích trong chỉ giới phục vụ dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vướng mắc xung quanh việc thu hồi diện tích đất lấn biển của một số hộ nuôi ngao trái phép. Trước đó, quận đã thông báo bằng văn bản tới các hộ liên quan đến đăng ký kê khai việc nuôi ngao trên thực tế, tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến của người dân. Đa số các hộ nuôi ngao đều đồng tình ủng hộ chủ trương chung, nhưng cũng có một số hộ chưa nhất trí bàn giao mặt bằng trong chỉ giới phải thu hồi. Nguyên nhân là người nuôi ngao mong muốn được hỗ trợ thỏa đáng khi bàn giao lại mặt bằng. Bên cạnh đó, cũng chưa xác định được tính pháp lý của một số hộ nuôi bởi những bãi nuôi đã chuyển giao qua nhiều người nhưng không báo cáo chính quyền địa phương, hoặc cùng một diện tích có nhiều chủ đầu tư chung nhưng có người lại đi vắng, không ở địa phương, gây khó khăn trong việc vận động của chính quyền. Hầu hết, đây là những hộ nuôi tự phát hoặc đã hết thời hạn hợp đồng được ký. Trước tình hình đó, quận Đồ Sơn đã họp với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như công an, đồn biên phòng, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vạn Hương, đơn vị chủ đầu tư cùng các phòng chức năng phối hợp trong việc thu hồi diện tích mặt bằng, tiến hành cắm mốc mới chỉ giới, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm trên diện tích đất lấn biển cần phải thu hồi. Bên cạnh việc xem xét mức hỗ trợ cho các hộ, quận cũng tăng cường kiểm soát, phát hiện, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cắm cọc, dựng chòi mới nhằm quản lý chặt chẽ, không để phát sinh những bất cập, phấn đấu nhanh chóng thu hồi mặt bằng, giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chúng tôi sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Tính đến 19 giờ 30 phút ngày hôm nay, Bộ Y tế đã công bố liên tiếp 5 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 66 ca, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi, không có ca tử vong. Tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 183.738 ca nhiễm, 7.177 ca tử vong. Số lượng ca mắc tại châu Âu tiếp tục tăng, Italia trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tại Hải Phòng, tính đến 19 giờ hôm nay, 17 tháng 3, tổng số 158 trên 159 ca thực hiện cách ly y tế đều có kết quả xét nghiệm âm tính, một ca đang chờ kết quả xét nghiệm. Số ca cách ly tại cộng đồng và tại nhà là 1.717 người.
thành phố chưa có trường hợp nào mắc COVID-19. Sở Y tế Hải Phòng cũng vừa có thông tin xác nhận về hai chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng vào ngày hôm qua 16 tháng 3, có 4 hành khách đến từ vùng dịch có biểu hiện sốt nhẹ, gồm chuyến bay QH1544, hãng hàng không Bamboo Airways, chuyến bay VJ274, hãng hàng không Vietjet Air. Bộ Y tế cũng vừa có công điện khẩn về 8 chuyến bay có hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2. Chuyến bay mang số hiệu SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2020. Chuyến bay VJ826 của Vietjet Air từ Malaysia đến Hà Nội ngày 4 tháng 3 năm 2020. Chuyến bay mang số hiệu TK162 của Turkey Airlines từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2020. Chuyến bay QH1521 của Bamboo Airways từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc ngày 8 tháng 3. Chuyến bay QH1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3. Chuyến bay SU290 của Aeroflot từ Moscow về Hà Nội ngày 12 tháng 3. Chuyến bay QR970 của Qatar Airways từ Doha đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 3. Chuyến bay TG564 của Thái Airways từ Bangkok về Hà Nội ngày 15 tháng 3. Mọi thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng của ngành y tế Hải Phòng 0978 789 499, bác sĩ Nguyễn Quang Chính, giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe thành phố 0902 210 218, bác sĩ Ngô Anh Thế, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để được tư vấn hướng dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía bắc thành phố, nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía nam thành phố, nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Vịnh Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.